Bryant Riverside City, nơi thành phố giao thương vạn tinh hoa hội tụ. Ca Long, dòng sông hội tụ linh khí đất trời, là mạch nguồn cuộc sống thịnh vượng. Ôm tròn những tinh túy của dòng sông Ca Long, thành phố Móng Cái là một đô thị mới, nơi điện đầu tổ quốc, sở hữu lợi thế về địa lý, giáp biên, giáp biển, mở ra cơ hội phát triển cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải. Trong dòng chảy của nhịp sống sôi động, Móng Cái được ví như một thành phố không ngủ với hoạt động buôn bán giao thương tấp nập tại các cửa khẩu, cảng biển và trung tâm đô thị. Ẩn sau nét vẽ kỳ diệu của tạo hóa, sự kết tinh của biển trời là một Móng Cái thơ mộng, hữu tình và thu hút du khách. Thăng hoa trên nền tảng tổng hòa các thế mạnh, Móng Cái đang bứt phá để trở thành một miền đất hứa. Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo một chuẩn mực sống mới tại thành phố Móng Cái, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Victory Bryant đã chính thức phát triển khu đô thị Bryant Riverside City để trở thành một thành phố thu nhỏ. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của 36 phố phường Hà Nội, nơi đây sẽ trở thành khu vực kinh tế sầm uất và nhộn nhịp, một Hà Thành phồn hoa đô hội được tái hiện thông qua những khu nhà phố, những dịch vụ tiện ích đẳng cấp, là điểm đến tuyệt vời của các tầng lớp tinh hoa tại Móng Cái. Tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích lên tới gần 48 hectare, Bryant Riverside City là sự hội tụ các mảnh ghép, khu thương mại biên mậu để phục vụ kinh doanh bán và cho thuê kiosk, khu âu thuyền để phục vụ chuyển và bốc dỡ hàng, kho hải quan thuận tiện cho việc lưu giữ, tập kết hàng hóa, khu nhà ở kết hợp kinh doanh, khu nhà ở chia lô liền kề, khu biệt thự và các công trình tiện ích hiện đại khác. Tất cả sẽ tạo nên bức tranh sinh động về một đô thị dịch vụ đẳng cấp bậc nhất thành phố Móng Cái. Nằm trong tọa độ vàng, nơi trung tâm thành phố, Bryant Riverside City hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí đắt giá: cận thị, cận giang, cận lộ. Phía bắc tiếp giáp sông Ca Long, nơi tài lộc sinh sôi, phú quý tìm về. Kia đó là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Phía nam kết nối với quốc lộ 18, con đường huyết mạch nối liền Móng Cái với thủ phủ du lịch Hạ Long. Phía tây bắc giáp cảng ICD Thành Đạt và tuyến cầu phao cửa khẩu. Phía đông nam tiếp giáp sông Bài Hồng Vận. Đây là 4 cực tăng trưởng hứa hẹn Bryant Riverside City trở thành trung tâm thương mại dịch vụ sầm uất bậc nhất Móng Cái, nơi lý tưởng cho hoạt động buôn bán, giao thương. Bên dòng sông Ca Long tràn đầy sinh khí, cư dân Bryant Riverside City sẽ được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống với những đặc quyền tiện ích thời thượng. Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hiện đại, thiên đường mua sắm sầm uất, nơi thỏa mãn mọi nhu cầu và đam mê. Khu trường học chất lượng, sự lựa chọn hàng đầu của cư dân trong phát triển thế hệ tương lai. Khu thể thao giải trí mang đến nhiều lựa chọn cho các môn thể thao yêu thích như cầu lông, tennis, bóng chuyền, bóng đá. Hệ thống cây xanh, vườn hoa, ghế đá tạo không gian xanh mát, khoáng đạt, mang đến cảm giác bình yên mỗi khi trở về. Lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái, khu Âu Thuyền, bến tập kết hàng hóa vận chuyển bằng đường sông chính là điểm nhấn đưa Bryant Riverside City trở thành đô thị đẳng cấp bậc nhất vùng cửa khẩu. Trong tương lai, khu Âu Thuyền sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế của Móng Cái nói riêng và Việt Nam nói chung. Với cư dân Bryant Riverside City, khu Âu Thuyền là cánh cửa rộng mở cho việc kinh doanh buôn bán một cách thuận lợi. Trong bức tranh rực rỡ của Bryant Riverside City, các dãy liền kề, biệt thự, shop house là những mảnh ghép mang hơi thở cuộc sống phồn vinh. Dưới bàn tay của những kiến trúc sư tài ba, các căn nhà phố thương mại được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, mang lại niềm tự hào cho mỗi chủ nhân. Sở hữu mặt tiền thông thoáng và vị trí thuận lợi, những dãy nhà phố sẽ trở thành những điểm thương mại, dịch vụ đa dạng, thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm mỗi ngày. Hòa cùng nhịp chảy năng động của đô thị trẻ Móng Cái, Bryant Riverside City tiên phong trong sứ mệnh kiến tạo biểu tượng thịnh vượng mới cho thành phố cửa khẩu, là điểm hẹn của những chủ nhân xứng tầm. Bryant Riverside City, nơi thành phố giao thương vạn tinh hoa hội tụ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Victory, địa chỉ Hải Yên, Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.